Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của Thiện Hai Lai Sala quận 2 nha. Hôm nay thì sẽ làm một cái video đi tham quan showroom nha anh em. Hôm nay mình sẽ coi những cái mẫu xe ở trong showroom Hai Lai Sala quận 2 có những cái xe nào và những chiếc xe đó sẽ phù hợp với những anh em nào ha. Ok, cùng tìm hiểu nha anh em. Ok, ở trong showroom mà như Thiện nói á, ở đặt trước cái cửa đi vào là luôn rồi những chiếc xe rất là đẹp. Đây là mẫu xe Breakout 117/2023, cái màu Atlas Silver. Cái màu này á thường là ở trên những cái dòng xe hơi cao cấp. Nó nếu mà anh em nhìn sơ qua sơ sai anh em có thể thấy nó pha một chút màu xanh anh em ha. Đó. Nhưng mà thật ra đây là một bạc, một xám bạc. Ở đây nó có một cái viền xanh nữa nè. Đó. Cái vệt nó giống như gọi là khi anh em chạy ở ngoài đường á, cái bình xăng nó bóng, nó sáng lên á, nó có cái vệt. Vệt đường nó đi ngang qua vậy nè, đẹp. Thì cái mẫu này á hiện giờ đang rất là hot. Và cái mẫu xe này thì nó có cải tiến khá là nhiều so với lại cái đời trước. Đó, từ cái phần mâm. Cái phần mâm thôi nhìn là thấy ấn tượng rồi. Và cái phần đầu đèn thì vẫn giữ nguyên. Đó. Tới cái gương rồi cầm lái rồi ở trên cái bình xăng. Bình xăng nó cũng được ưu ái rồi, nó có một cái yếm. Đó, yếm chrome và ở đây có chữ Harley Davidson Breakout 1903. Đó, ở phần máy và cái phần lọc gió này cũng là lọc gió Heavy Reader luôn nha anh em. Cái lọc gió này thì thường sẽ có ở những trên chiếc xe khá là đắt tiền của Harley. Nhưng mà cái dòng máy 17 này được trang bị cái Heavy Reader này là quá hợp lý, quá chuẩn luôn. Bánh to nè anh em. Thì anh em nào mà thời xưa hay hỏi là cái dòng V-Rod đồ đó, thì đây, cái dòng này thay thế cho cái V-Rod. Cái V-Rod nó không còn sản xuất nữa nha anh em. Đó, thì đây là một cái bánh khá là to. Cái tay thì cũng khá là to nha. Nhưng mà nè, anh em coi nè. Bánh này bánh 240 nha. Đẹp. Rồi, ở đây là chiếc Heritage Classic phiên bản kỷ niệm 120 năm nha anh em. Đó nè, Heritage. Đó, di sản. Chiếc xe này nếu mà bản thường nó cũng là cái phiên bản cao cấp nhất của cái dòng Softail rồi. Wow, bánh căm anh em ha. Classic thì không thể nào mà thiếu mà bánh căm. Bánh căm chrome ở trên chiếc xe này nó là một cái tuyệt tác anh em ha. Đó, từ phần mâm cho tới cái phần đầu xe, đèn đó, cho tới chi tiết máy và những cái lớp sơn. Sơn này không phải chỉ là có một vùng đỏ tươi không đâu, mà nó còn rất là nhiều cái layer khác nhau, phải ít nhất 3-4 layer ở trên đây. Ở đây là đỏ Midnight Crimson nè, ở đây là hơi đỏ tuyến chút xíu nè. Và cái xe này là số 470 trên 2000 chiếc đó, trên thế giới chỉ có 2000 chiếc thôi. Và chiếc xe này là số thứ tự là 470. Ở Việt Nam hiện giờ đã có một xe được sở hữu rồi. Và còn lại chiếc xe này, đó là ở Việt Nam chỉ có 2 chiếc thôi nha anh em. Cái độ khan hiếm của chiếc xe này. Đó. Thì anh em Thiện đọc mấy video clip của Thiện á, có comment hỏi là trời đất ơi, khùng đâu bỏ tiền ra mua chiếc xe này. Đó, mua chi. Nhưng mà đó là những anh em không hiểu. Còn những anh em mà hiểu chơi hạt lay lâu năm và hiểu được cái giá trị của cái xe này thì không phải là đơn giản là mua cái xe về để chạy, mà nó còn có mang cái giá trị gọi là siêu tầm. Đó, siêu tầm chiếc xe này ha, chứ không phải là mua về để thể hiện gì đâu. Đơn giản là họ đam mê, họ thích thôi. Nói chung là trong cuộc sống mà cái gì nó đúng nhu cầu mới được anh em ha. Có những anh em thấy cái này không đẹp, có những anh em thấy cái này nó vô lý quá, nhưng mà có những người nhìn vào là mê. Giống như cái anh chủ sở hữu xe này á, ảnh rất là thích cái dòng Heritage, nhưng mà ảnh chưa kiếm được cái máy chrome đẹp như thế này. Và khi mà ảnh bước vào anh thấy chiếc xe này, wow, 1 phút 30 giây thôi, chốt liền. Đó, mình khoan nói tiền bạc đi. Tiền bạc thì dĩ nhiên người có người không, ít nhiều không quan trọng. Quan trọng là khi mà tiền không còn là một cái yếu tố gì quyết định nữa thì cảm xúc
và cái sở thích nó quyết định anh em ha. Rồi, đây là chiếc Lowrider ST trong bộ sưu tập Enthusiast, có tên gọi là Fashioni. Thì chiếc xe này thì cũng đã làm video clip nhiều rồi. Chiếc xe này tại sao gọi là Fashioni? Fashioni đây trong bộ sưu tập Enthusiast. Fashioni là tên của chú heo Johnny vào những năm 1900 để thì nhớ coi. Hồi đó đi. Thì Harley khi mà họ có những cái cuộc đua xe á, có tổ chức những cái giải á, thì khi mà thắng giải thì cái tay đua tên gọi là Ray Whiteside ở trong đội đua Wrecking Crew của Harley đó, sẽ chở chú heo để ở trên đây nè. Chú heo Johnny đi gọi là đi diễu hành để ăn mừng. Ăn mừng nha, chứ không phải là ăn chú heo nha anh em. Đó. Thì đây là một cái bộ sưu tập gọi là di sản để tưởng nhớ tới cái đội đua đó, và một cái tem khá là đẹp. Trẻ trung ha. Đua mà anh em. Lowrider ST, ST là viết chắc của chữ Sport Touring. Với lại những cái đèn cái màu với lại cái viền. Cái subscribe nữa. Nó liên tưởng tới cái dòng xe Mustang. Gọi là cái dòng xe muscle của car của bên Mỹ. Đó. Rồi, nhiều anh em nói là khùng nó bỏ tiền ra nữa. Đó, nhiều anh em comment hả? Khùng bỏ cái tiền cho mua xe này. Thì đôi lúc Harley anh em chơi xe Harley á thì cũng không phải là người bình thường rồi, mà là người hơi hơi cũng có một cái gì đó gọi là cá tính mạnh ha anh em ha. Đó. Còn nếu mà thật sự ra là mà khi mà lựa chọn dòng Harley á anh em cần phải cá tính mạnh. Tiền chắc chắn là phải có rồi ha. Vì xe Harley thì dao động từ 600 cho tới 3 tỷ ha. 3 tỷ 2, hiện giờ đang 3 tỷ 2 đắt nhất. Quan trọng là đúng nhu cầu, đúng sở thích anh em nha. Bên đây thì là dòng Sportage. Dòng xe này thì để nếu mà nói mà để theo cảm nhận của Thiện nha, nếu mà chân thật á, thực sự thì cái dòng xe này là một cái dòng xe khá thú vị ha. Nó không có đáp ứng được, tại vì Thiện thì cơ bản thân Thiện thích cái âm thanh của Harley, cái âm thanh của những cái dòng máy như là Twincam, Evolution hay là Milwaukee, chứ Thiện không có thích cái máy Revolution Max này. Nhưng mà một số anh em thì ngược lại khá là thích cái form và cái âm thanh đó là vừa đủ, vừa ok đó. Thì dòng Sportage S này á là một dòng xe mà khi mà 2021 ra mắt á thì rất là nhiều anh em gọi là mê mệt với chiếc xe này. Phải nói là mê mệt luôn anh em ha. Và xe này được đặt cọc rất là nhiều và luôn luôn là một chiếc xe gọi là cháy hàng. Và hiện giờ chiếc xe này vẫn chưa hết hot nha anh em. Giá thì khá là tốt, anh em cứ liên hệ Thiện là sẽ có cái giá thiệt là tốt. Dòng xe này chạy rất là thích hợp cho những anh em mà thích chạy hơi bạo lực thể thao một chút xíu ha. Mình đi phố, thích đi phố, ưu tiên gọi là chạy tua ngắn, đừng có quá dài hơi mệt em ha. Đó. Còn bên đây thì là dòng Softail. Dòng Softail thì chẳng hạn như chiếc này, chiếc Sportline. Sportline là một chiếc xe mà anh em biker hay vui nói vui, và anh em ở trong chỗ làm cũng nói đó là chiếc mini touring. Đó, đây là bản minh ở trong bộ phận kỹ thuật ha. Đó, anh em mà xe có vấn đề gì thì có thể ghé qua bên Harley Sala quận 2, ghé xuống bộ phận service. Thì tất cả những anh em mà ở dưới service kỹ thuật đều được training rất là kỹ càng, qua bên Thái Lan học rất là kỹ càng anh em ha. Đó. Sportline, cái mẫu xe mini touring này thì nó nhỏ gọn anh em ha. Có 2 thùng, có fairing, máy 107. Thì nếu như anh em mà thích một chiếc xe mà chạy đi làm hàng ngày á thì chiếc này cũng khá là ok anh em ha. Đó. Còn bên đây thì nó to hơn. Lowrider ST thì có fairing, nó giống như chiếc Fashioni hồi nãy thôi, nhưng mà phiên bản màu đen. Còn đây là Lowrider S. Lowrider S thì nó sẽ là bản cơ bản, bản factory so với lại chiếc Lowrider ST ha. Hai bản này đều là máy 107. Ê lộn, quên, xin lỗi anh em, máy 117 là máy thương mại lớn nhất hiện giờ của Harley. Đây là Fastbox, còn hay anh em còn gọi là hoàng tử đường phố. Thì chiếc xe này thì là một chiếc xe mà nó có cái phong cách
thiết kế khá là hiện đại. Cái đầu đèn này nó nhìn hơi giống chiếc Sport Dynama, nhưng mà nó sở hữu máy Milwaukee A. Máy Milwaukee A 1868cc. Dáng ngồi thoải mái, form chạy rất là tuyệt vời, thể thao. Phục upside down đây. Đó, hai phanh đĩa. Khá là tốt nha, chiếc xe này. Thật sự giờ thì trải nghiệm chiếc xe này rồi. Chạy đã lắm anh em. Đây là Fatboy. Fatboy thì là một huyền thoại rồi. Huyền thoại trong làng xe Harley. Máy 114 luôn anh em ha. Chiếc xe này thì không cần phải nói nhiều nữa rồi. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đó. Đây. Ông chùm cuối này, 3.2 tỷ. CVO Roadline Limited Anniversary 120 năm. Mang kỷ niệm 120 năm nha anh em. Xe này thì có review rồi. Quá tuyệt vời. 3.2 tỷ. Đây là món quà, món đồ chơi, bộ sưu tập cho những người có tầm. Ok luôn á, number one luôn anh em. Rồi, chiếc này chiếc Nightster của khách anh khách của Thiện ha. Ánh độ lên là rất là đẹp rồi. Cặp gió nè, heavy reader nè, chống đổ nè, bô thì đang đợi về anh em ha. Bô S gắn thêm yên sau, gắn chân sau. Xe này thật sự ra nếu mà nói nó cho Thiện chọn nha, giữa Nightster với Boxster S thì Thiện thích chạy chiếc Nightster hơn. Nhỏ gọn, chạy nó ngồi cũng thoải mái ha. Chiếc Boxster S kia chạy thì phê, thích thiệt, nhưng mà nó hơi mỏi so với chiếc này. Chiếc này đi, nếu mà nói đi làm hàng ngày thì chiếc này tuyệt vời luôn á, Nightster nè. Còn bên đây thì dàn xe lướt rồi anh em ha. Có Heritage, Nightster và CVO. Rồi, như vậy thôi anh em ha. Để Thiện lướt qua bên đây cho anh em coi. Thêm chiếc Rocking ha. Đó, showroom thì bây giờ sắp xếp xe lại rồi, khá là đẹp. Khá là dễ nhìn, dễ ngồi. Đó. Rocking Special. Chiếc xe mà cơ bản nhất, basic nhất khi mà bắt đầu chơi touring. Hai chiếc này tờ hai màu, đang có màu đỏ, màu xám, màu đen hết rồi anh em ha. Bây giờ là chiếc Panamerica. Đó. Chiếc ADV đầu tiên của Harley. Ok. Ok anh em ha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi cái video này, nó hơi dài. Nếu mà anh em thích video này hãy cho Thiện một like, subscribe ha, để cho kênh của Thiện ngày càng phát triển hơn. Đó. Nếu mà qua cái video này anh em thích cái mẫu xe nào, muốn Thiện review cái mẫu xe nào, anh em cứ để lại comment ở dưới nha, và share cái video này cho những anh em nào mà đam mê Harley. Đó, để anh em có thể hiểu thêm về cái dòng xe Harley, một hãng xe lâu đời và đến từ nước Mỹ nha. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em những video lần sau.